Đây là những đức tính. Đức tính thứ nhất mà là cái đức tính căn bản nhất của Niết Bàn, đó là đức tính Ni Tham. Ni Tham là Niết Bàn. Và cái mà mình cần phải tưởng niệm, đó là mình tưởng niệm theo cả một cái câu văn cầu dầu cho các pháp nào hữu vi hay vô vi, Ni Tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp. Niết Bàn có rất là nhiều những đức tính, nhưng mà đức tính Ni Tham này được đặt lên đầu tiên, đó là đức tính cao thượng nhất. Ni Tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sinh, sự Ni Tham đoạn diệt Niết Bàn. Vậy thì người đến niệm Ni Tham là Niết Bàn, Ni Tham là Niết Bàn, Ni Tham là Niết Bàn. Đấy là cái mà một cái người đấy mình ngồi, mình ngồi kiết già nâng thẳng chánh niệm trước mặt, để mình tưởng nhớ đến những đức tính của Niết Bàn với lấy sự Ni Tham là cái đức tính đầu tiên. Và cái niệm Ni Tham là Niết Bàn, Ni Tham là Niết Bàn. Ni Tham có nghĩa là gì? Ni Tham tức là nhiếp phục kiêu mạn, nhiếp phục khát ái, nhổ lên tham ái, chặt đứt tái sinh. Ni Tham đoạn diệt Niết Bàn. Ý nghĩa của Ni Tham thì đấy là, đây là một đức tính thứ nhất. Còn những đức tính còn lại của Niết Bàn, rất nhiều đức tính, các đức tính khác nữa, niệm các cái đức tính khác của Niết Bàn. Niết Bàn có rất nhiều đức tính. Pháp vô vi không có tạo tác là Niết Bàn. Nghĩa pháp gì là pháp vô vi? Chân lý là Niết Bàn, bờ bên kia là Niết Bàn. Có cái từ đáo bị nạn hay là ba lâm hi báo, bờ bên kia là Niết Bàn, cái bất hoại là Niết Bàn, cái trường cửu là Niết Bàn, cái không biến dị là Niết Bàn, cái bất tử là Niết Bàn, cái hiển diện là Niết Bàn, cái an ổn là Niết Bàn, cái không sầu là Niết Bàn, cái thanh tịnh là Niết Bàn, tối thượng lạc là Niết Bàn, vân vân. Rất nhiều những cái ý nghĩa của Niết Bàn, rất là nhiều. Có thể chỉ ra tới mấy chục cái ý nghĩa của Niết Bàn cũng được, nhưng mà mình chỉ cần niệm ở cái mức độ vừa vừa, mình nhớ được bao nhiêu thì mình niệm bấy nhiêu, niệm từng cái một, niệm từng cái ân đức của Niết Bàn một, từng cái đức tính của Niết Bàn một. Đến đức tính Ni Tham còn thuộc rồi, mình niệm đến các đức tính thứ hai. Pháp vô vi không có tạo tác là Niết Bàn. Sau này niệm tiếp là chân lý là Niết Bàn, cái bờ bên kia là Niết Bàn. Cái là các cái đức tính đặc biệt của Niết Bàn. Nhưng mà cái quan trọng là trong lúc mình niệm các cái đức tính của Niết Bàn thì niệm cái nào mình phải hiểu sâu sắc về cái đó. Niệm đức tính nào mình phải hiểu sâu sắc về đức tính đấy. Có hiểu sâu sắc về các cái đức tính đấy thì tâm nó mới thành nhập cái trạng thái, những cái trạng thái tâm nó hiểu sâu thì nó thành nhập và mới đạt được, mới chứng đắc được định. Mình không hiểu thì không chứng định được. Vậy thế nào là Ni Tham? Ni Tham là Niết Bàn. Vậy thế nào? Vậy thì những người phải hiểu thế nào là Ni Tham. Ni Tham là gì? Tại sao Ni Tham phải là Niết Bàn? Ni Tham là trạng thái an nhiên tự tại, không tham đắm ưa thích hay là tham ái dính mắc với cái ngoại cảnh. Ni Tham, trạng thái Ni Tham là khi mà tâm đã đạt đến cái trạng thái Niết Bàn, giác ngộ được Niết Bàn, chứng ngộ được Niết Bàn, thì cái tâm đấy nó sẽ hoàn toàn không có tham ái, không có dục ái, không có cái chân khác ái, không có cái mong cầu, không có cái tham đắm đối với các cảnh trần. Cái trạng thái tâm không có tham, trạng thái của Niết Bàn là dứt bỏ hẳn cái tham. Ni Tham đối với dục trần, mắt không tham ái với sắc tướng. Tâm khi đi tâm đã lấy Niết Bàn làm đối tượng, khi tâm đã chứng ngộ Niết Bàn thì nó không còn chạy theo ngoại cảnh, không tham ái đối với những cái hình tướng đẹp hay xấu ở bên ngoài nữa, đẹp cảm ái hợp thân, không còn tham tai, không tham ái với âm thanh, rồi những cái âm thanh nói hay đến đâu cũng không còn
mà bị dao động, không còn bị thích thú, không còn bị cuốn hút theo nữa. Mũi không tham ái với mùi hương, không còn ưa thích mùi thơm tho hôi hám gì hết. Lưỡi không tham ái với vị ngon, thân không tham ái với xúc chạm, ý không tham ái với sắc thanh hương vị xúc ở quá khứ hiện tại và tương lai. Thế là ý không tham ái với các cảnh pháp. Thế là đi tham đối với dục trần, không cái nó không còn tham ái đối với ngoại cảnh, đối với đấy năm cái dục trưởng dưỡng sắc thanh hương vị xúc nữa. Đó là cái trạng thái đi tham là niết bàn. Niết bàn không có cái khởi lên cái tham ái đối với ngoại cảnh này. Ni tham đối với năm uẩn, không tham ái với sắc, không tham ái, không còn tham ái với sắc sắc uẩn, không còn tham ái với cái thân này là ta là của ta nữa, không còn dính mắc vào cái sắc thân, thấy được cái sự vô ngã, được cái sự giả tạng của sắc thân, không tham ái với cảm thọ, với các cái thọ, thọ khi mà thọ hỉ thọ nạn. Thọ hỉ thọ nạp thọ cổ thọ im thọ trả, không còn tính mắt nữa, không tham ái với tưởng, không còn chấp vào đây là cái tư tưởng của tôi, không tham ái với hành, hành tất cả những cái hành động việc làm mình không có chấp vào đây là việc làm của tôi, chấp trước vào những cái hành động, những cái việc làm của mình, không tham ái với thức, không tham ái với sự hiểu biết, với cái sự nhận biết của mình, không thấy mình hiểu biết thế này thế kia đúng trai phải trai. Đấy là ni tham đối với năm uẩn. Ni tham với năm uẩn theo cả người một cách, năm uẩn ở quá khứ không có tham, năm uẩn ở hiện tại không tham, năm uẩn ở tương lai không có tham, năm uẩn ở bên trong, năm uẩn ở bên ngoài, năm uẩn dù là thô thiển vi tế cao thượng hạ nhiệt hay xa gần, ni tham đối với năm uẩn theo người một cách thức như vậy. Đấy là trạng thái ni tham, sa lìa tham. Vậy không tham ái, không ưa thích, không đắm nhiễm với năm dục trưởng dưỡng, với năm thủ uẩn thì được gọi là ni tham. Và ni tham là niết bàn. Niết bàn là trạng thái sa lìa những cái tham. Sa lìa tham là ái đối với năm cảnh trần, và sa lìa tham ái đối với ngũ thủ uẩn, đối với năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức của chính mình. Đấy là trạng thái của niết bàn là ni tham. Ni tham là thế. Tại sao ni tham được xem là tối thượng? Ni tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, dù là hữu vi hay vô vi, ni tham được đặt lên đầu tiên. Tham là một cái sự dính mắc, là một cái sự ô nhiễm. Vì tham, cái lòng tham của con người nó mạnh nhất, nó lớn nhất, mà nó khó trừ khử nhất. Ni tham trong 14 cái tâm bất thiện, tất cả mọi người thì có nhiều nhất là 14 cái tâm bất thiện. Nó được gọi chung là tham sân si. Nếu mà nói vắn tắt lại thì cái tâm bất thiện của con người có 3 tâm: tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà khi chia trẻ phân tích kỹ ra thì nó có 14 tâm. Thì tham chiếm 8 tâm, sân thì chỉ có 2 tâm thôi, và si thì có 2 tâm. Nên là tham rất là mạnh. Tham chiếm tới 8 tâm, cho nên là hàng ngày cái tâm thức của con người bị chi phối bởi cái tâm tham nhiều. Cái tâm tham nhiều, bây giờ mình cứ thử mình quan sát cái tâm từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối xem là cái tâm gì nó mạnh nhất, cái tâm gì nó khởi lên mạnh nhất, thì mình sẽ thấy cái tâm tham nó sẽ khởi lên mạnh nhất, nó khởi lên nhiều nhất, nhiều lần nhất. Nó có thể trong mình ngồi một chút xíu mình đã thấy nó khởi lên liên tục, cứ tham cái này hướng lên tham, cầu cái kia. Mắt mình nhìn thấy cảnh sắc nó cũng tham cái cảnh sắc, tai nghe thấy âm thanh nó cũng tham cái âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm gì nó cũng tham với cái cảnh đấy. Không có cái gì ở bên ngoài nữa thì nó tham đối với cái nội thân ở bên trong, tham đối với thân, đối với sắc thọ tưởng hành thức ở bên trong. Nó có đủ cái mà tham, nó có thể tham cả về quá khứ, tham ở hiện tại, tham cho cả tương lai nữa.
Cho nên là tham đó nó khó diệt trừ nhất, cái tâm tham nó bi tế nhất, cái tâm tham là nó vì nó chi phối nhiều nhất, và cái tâm tham nó làm cho con người bị ô nhiễm nặng nhất, và cái tâm tham nó làm cho tạo nhiều những cái ác nghiệp nhất, cái tâm tham nó làm cho cái dòng sinh tử này nó liên tục kéo dài nhất. Vậy cho nên là khi nào mà đoạn trừ được cái tâm tham thì cái lúc đấy là tâm nó sẽ trở nên thanh tịnh, và cái lúc đấy cái tâm nó sẽ trở nên cao thượng nhất. Thế nên, cho nên tâm tham được xem là tối, ni tham được xem là cái pháp tối thượng nhất. Vì khi nào mà ni tham là cái tâm nó trở nên cao thượng nhất. Ni tham nhiếp phục được kiêu mạn, nhiếp phục được khát ái, nhiếp phục được tham ái, nhiếp phục được tái sinh. Ni tham diệt được khổ, mà ni tham sẽ chứng ngộ được niết bàn. Ni tham xem là tối thượng trong tất cả các pháp. Ni tham. Thế nào? Tại sao ni tham nhiếp phục được kiêu mạn? Kiêu mạn thì nó có liên quan gì đến tham? Nhưng mà bây giờ một cái người là kiêu mạn, là cái người kiêu mạn, kiêu mạn là hay so sánh mình với người khác. Lúc nào mình cũng nghĩ mình hơn người kia, thì lúc đấy nó sinh ra kiêu mạn. Có khi mình bằng mình mà mình phải hơn, có khi mình chưa bằng người ta mình cũng cố, mình cũng luôn luôn tự hào tự đắc để cho mình cũng chẳng kém gì, hoặc là mình cũng bằng hoặc mình phải hơn, thì nó có cái sự so sánh mình với người như thế, thì gọi là cái tâm kiêu mạn. Và kiêu mạn này thì nó bắt nguồn từ cái gì mà nó kiêu mạn? Tại sao nó lại kiêu mạn? Kiêu mạn nó cũng bắt nguồn từ tâm tham, nó cũng bắt nguồn từ cái tâm tham. Mình có cái tham ái dính mắc với cái bản thân mình, thế nên là mình mới hay có cái tâm hơn thua, mình muốn mình hơn người khác, cho nên là mình khởi lên kiêu mạn. Mình thấy mình hơn người khác thì mình khoái chí, hoặc là mình không bằng người khác, mình cố gắng thể hiện ra cái hình thức ở bên ngoài để cho được bằng người. Nên gọi là những cái hình thức kiêu mạn, là lúc nào cũng phải chạy đua đòi với thiên hạ, đua đòi với thiên hạ làm sao cho bằng người, làm sao cho hơn đời. Thì nó cũng bắt nguồn từ cái tâm tham này. Và cái người mà ni tham thì nhiếp phục được kiêu mạn. Khi nào mình hết cái tâm tham thì mình sẽ chẳng thấy có ta, chẳng thấy có người, chẳng thấy có sự hơn thua nữa. Thì lúc đấy ni tham là nhiếp phục kiêu mạn, tâm lý so sánh hơn thua. Vì si mê tàn kiệt, tham ái với thực ta, thích hơn người, thích thể hiện, thích khoe khoang nên gọi là kiêu mạn. Do có trí tuệ giác ngộ được bản ngã, cũng không chỉ là tưởng nhưng thức được tham ái với tự ngã thì không còn phân biệt hơn thua, nên lòng kiêu mạn không khởi nên. Vậy thì ni tham nó sẽ diệt trừ được kiêu mạn. Những người nào càng tham thì nhiều thì người đó cũng càng kiêu mạn nhiều. Mình tham, mình mong cầu để cho có cái này có kia, khi mà mình đạt được rồi thì mình lại phải khoe khoang, phải thể hiện mình, là phải muốn chứng tỏ mình nữa, thì đó là kiêu mạn. Còn khi nào mà hết được cái tâm tham, mà hết được cái mong cầu, hết luôn cái khoe khoang khoác lác mà ni tham nhiếp phục được kiêu mạn. Thế nào là ni tham nhiếp phục được khát ái? Khát ái là gì? Là cái tâm của mình nó hay khao khát, nó hay khao khát đủ mọi thứ. Để mình hay khát cái này, khát cái kia, khát vọng ước muốn nhiều, tham cầu nhiều, mong cầu nhiều. Những khi mình phát điên, phát cuồng lên, con người đã điên điên cuồng cuồng lên, đó là cái sự khát ái, cái sự tham ái. Tham ái nó mạnh quá, nó trở thành khao khát. Khát ái đối với năm dục, khát ái đối với sắc, khao khát đối với cảnh sắc, nên là điên cuồng chạy theo sắc. Khao khát đối với thanh, hương vị xúc, trở nên điên cuồng đi suốt ngày, ăn bị chi phối, bị những cái cảnh trần nó chi phối. Và ni tham nhiếp phục được khát ái.
khát ái lòng dục vọng ưa thích năm dục trưởng dưỡng, người khát ái bị người dục thiêu đốt, bạn sống thì không khi nào thỏa mãn được năm tham, khi chết thì sinh năm quỷ đói. Cái người có cái tâm khao khát như vậy, khao khát nó giống như cái thùng hôm nay, đạt được rồi nó không có thỏa mãn, đạt được rồi nó lại khao khát mạnh hơn. Khi mà mình tham cầu cái gì mà ví dụ bây giờ người ta tham cầu về tiền tài tham vọng, thì những cái đấy lúc đầu thì người ta chỉ ước muốn nó vừa vừa, nhưng mà khi người ta có rồi thì tâm tham nó lại mạnh hơn, người ta lại tham lại cầu mong cầu nhiều hơn nữa, cái tâm tham đấy rồi về sau bị làm nô lệ trong cái lòng tham. Mặc dù là cái nhu cầu mình cần phải sử dụng đến những cái mà mình cầu đấy nó không nhiều, nhưng mà cái tâm tham này nó thiêu đốt, nó làm cho người đó cứ điên cuồng, cứ điên cuồng thì có người lại muốn có nữa, có rồi lại muốn có nữa. Đấy, nó từ cái tham ái nó mạnh lên, nó trở thành khát ái, nó giống như người khát bắt đầu lại uống nước mặn, càng uống vào nó lại càng khát, uống nó càng khát. Vậy người tham ấy mà họ mà được thỏa mãn rồi họ lại càng tham, được đáp ứng cái nhu cầu tham rồi thì người ta lại càng tham, nên nó trở thành khát, khát ái như vậy. Có một thì muốn có hai thì muốn có bốn thì muốn có tám, cứ như thế nó tăng trưởng lên. Vì sĩ bê ta kiến lên sinh ra khát ái, do có trí tuệ thấy được sự nguy hiểm của dục sẽ nhàm chán và sang nhẹ dục thì dứt được khát ái, vì vật ni tham nhiếp phục được khát ái. Thì khi nào đạt được đến cái sự ni tham và lúc đấy nhiếp phục được khát ái, giống như con chó niếm khúc xương, nó càng niếm thì nó lại càng khao khát mà nó không thỏa mãn được cơn đói. Đấy, cho nên khi nào nó chán nó vứt đi rồi thì cái ni tham nhất phục được khát ái. Ni tham nhổ lên tham ái, ni tham thì sẽ nhổ lên cả những cái gốc rễ của tham ái. Ni tham nhổ lên, ni tham với cảnh dục thì gọi là dục ái, ni tham với cõi sống thì gọi là hữu ái. Tham ái với cảnh dục là dục ái, tham ái với các cái cõi sống là hữu ái, tham ái với sự không hiện hữu là vô hữu ái. Cả ba loại tham ái đều sinh ra từ vô minh. Khi nào giác ngộ được các sự thật, dứt trừ được vô minh, ví dụ mình thấy dục là vui ít khổ nhiều nên nhàm chán dục thì nhổ lên được dục ái, nhổ lên được tham ái, nhổ lên được dục ái. Khi nào mình nhàm chán đối với dục, mình thấy dục là khổ, chạy theo dục là suốt đời khổ, thì lúc đấy nhàm chán, thấy hiện hữu là nhân của khổ, nhàm chán với hiện hữu thì nhổ lên được hữu ái. Có người thì dục ái thì ít nhưng mà lại tham cầu các cái cõi sống khác thì là hữu ái, nhàm chán. Thấy vô hữu là không thật thì nhàm chán vô hữu ái, tham ái với sự không hiện hữu coi là chết rồi là hết là vô hữu thì nhàm chán. Mình biết đó là tà kiến tin thì lúc đấy nó nhổ lên vô hữu ái. Vậy nhàm chán ni tham sẽ nhổ lên được tham ái. Khi nào mình ni tham rồi thì nó sẽ nhổ hết lên cả những cái tham ái. Thế nào là ni tham chặt đứt được tái sinh? Ni tham thì chặt đứt được tái sinh. Tái sinh tại sao mà khi mà chết đi thì lại cứ đi chết một cái là đi tái sinh sang một cõi khác, chết một cái là đi tái sinh sang một cõi khác, và cái dòng luân hồi nó cứ vô thủy vô chung như vậy, nó không có một cái trí tuệ nào có thể thấy được cái khởi đầu của dòng luân hồi. Đấy, mà cái dòng luân hồi này nguyên nhân cũng là do cái tâm tham, tham rồi là chấp thủ dính mắc vào những cái cõi sống, vào những cái cảnh sống, cho nên là cái dòng luân hồi nó triền miên bất tận. Chỉ khi nào mà ni tham mới đoạn trừ được cái dòng luân hồi này, mới dừng lại được cái bánh xe luân hồi, mới dừng lại được cái vòng quay luân hồi này. Ni tham chặt đứt tái sinh, chặt đứt luân hồi. Còn tham ái thì chấp thủ với năm uẩn, với năm cảnh trần, nên chết chỗ này tái sinh chỗ kia. Khi nào phát triển được chánh trí, diệt trừ được tham ái thì sẽ hết chấp thủ. Do hết chấp thủ thì không để lại nghiệp hữu, do hết nghiệp hữu thì chấm đứt tái sinh. Vì thế ni tham chặt đứt được tái sinh. Bây giờ mình muốn biết là đến lúc mình chết thì còn tái sinh hay không thì sẽ căn cứ vào đâu
Thì biết cái căn cứ vào cái tâm tham của mình nó có mạnh không, nó còn tham với cái năm cảnh trần các thanh hương vị xúc không, hay là còn tham ái đối với năm uẩn, tham ái với cõi sống. Đấy, thì là đấy là nhân của tái sinh, nó còn tham ái còn chấp thủ, còn chấp ngũ thủ uẩn, dục thủ, hữu thủ, dễ cấm thủ, nó có rất nhiều những cái để mình chấp thủ. Thì những cái đấy là nhân của tái sinh, khi nào đi tham rồi mới chặt đứt được tái sinh, không còn tham ái thì hết chấp thủ, hết chấp thủ thì không còn một tạo nghiệp, không để lại cái nghiệp hữu nữa, cho nên là không thể thì mới chấm dứt được tái sinh. Còn ngày nào mình có tham ái thì còn chấp thủ, còn chấp thủ thì mình còn chấp trước, đây là việc làm của tôi, đây là cái hành động của tôi, đây là lời nói, đây là suy nghĩ của tôi, cái gì cũng của tôi như vậy thì nó sẽ để lại cái nghiệp hữu và nó đưa mình đi tái sinh. Còn khi nào hết, không còn thấy có cái tôi thì nó mới hết, hết tái sinh. Ni tham sẽ đoạn diệt được khổ, cái này là ni tham là đoạn diệt khổ, còn tham là còn khổ, hết tham thì hết khổ. Lòng tham, do lòng tham lớn nên mong cầu nhiều. Tại sao có mong cầu nhiều? Là vì mình sống trên đời mình có, mình tham nhiều, do lòng tham lớn thì mình tham cầu, mong cầu nhiều, mong cầu mà không được thì khổ, nếu mong cầu mà được cũng khổ, mong cầu mà được thì cũng khổ, vì cái gì nó được thì nó sẽ phải mất đi, nó cũng có không, không có thể nào cái gì mà mình giữ cái gì mà mình giữ mãi được. Thế giờ mình mong cầu, cái lúc mình mong cầu không được thì cũng khổ, mà mong cầu được rồi cũng khổ, vì mình phải giữ gìn bảo vệ nó, giữ gìn, nhưng mà đến lúc nó cũng phải mất đi, thì đến lúc mà nó mất đi lại khổ thêm lần nữa. Vậy thì ngày nào còn mong cầu thì còn khổ. Và tham cầu nhiều tạo ra các cái nghiệp chướng, do tạo nhiều nghiệp chướng nên tái sinh ngoài khổ đau. Còn tham nhiều thì mình còn tạo nhiều nghiệp, những cái ác nghiệp cũng là do cái tâm tham của mình tạo ra. Những cái ác nghiệp như mình sát sinh cũng là tham, tuyệt trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những cái nghiệp bất thiện của mình nó sinh ra phần lớn ở cái tâm tham. 90% những cái ác nghiệp nó sinh ra từ tâm tham. Nên mình cần tham nhiều mình tạo ác nghiệp nhiều, ác nghiệp nhiều thì mình đi đọa lạc ở những cái cõi khổ nhiều. Nên tại sao bây giờ có những chúng sinh nó sinh ra nó phải làm những cái loài khổ đau như con giòi, con bọ, con sâu, con bọ nham nhảm khắp mọi nơi, những cái con trâu, con bò, tất cả những cái loài súc sinh khổ đau, hay là những cái chúng sinh vô hình mình không thấy ở trong các cõi địa ngục, ngã quỷ rất là nhiều. Tại sao vậy? Nó lại phải khổ sở như vậy vì nó từ cái tâm tham, tham mà nó khiến cho nó tạo ác nghiệp, nên bây giờ nó phải chịu cái quả báo. Nên là tham là nhân của khổ. Chỉ khi nào mà ni tham dứt được những cái tâm tham cầu nên mới an phận tu giới định tuệ. Nhưng bây giờ cái người mà người ta đang có cái lòng tham mãnh liệt bảo người ta ngồi đây giữ giới đi, người ta chẳng giữ, bằng người ta giữ giới không sát sinh, giữ năm giới. Những năm giới thì nó nhiều, trong một số nhiều người mới có một ít người giữ được, còn nếu bảo đến giữ bát quan trai giới nó khó. Tám giới một tháng, giữ tám giới mấy hôm người ta thấy khó, vì cái tâm tham nó ít ấy thì người ta lại giữ được giới, cái tâm tham nhiều là không giữ được giới. Tâm tham người ta đang mạnh mà bảo người ta dừng cái tâm tham lại khó chịu lắm. Bảo ngồi đây mà hành thiền đi, thì cái người mà ít tâm tham thì người ta sẽ nghe, người ta sẽ ngồi. Còn cái người mà có nhiều tâm tham thì người ta không thiền, người ta ngồi người ta sẽ toàn tư duy đến cái dục tham thôi. Và cái người mà tập thiền thì tự nhiên nó phải ni các cái trạng thái xa lìa các cái tham dục, để ni dục ni ác bất thiện pháp thì mới chứng được thiền. Ngồi mà không xa lìa được tham dục nó không chứng được thiền. Như vậy nên phải ni tham thì mới hành được giới định tuệ,
do hành trì tới định tuệ nên đoạn trừ được phiền não, do đoạn trừ phiền não nên giải thoát khổ đau. Vì thế nên ni tham là đoạn diệt được khổ, ni tham thì chấm dứt được khổ, còn tham thì còn khổ, người càng tham nhiều thì càng khổ nhiều. Làm thế nào để giảm bớt được lòng tham? Bây giờ bảo mình là sống thì tham làm cái gì? Thôi cắt đứt cái tâm tham đi, diệt trừ tâm tham đi, xa lìa tâm tham đi, có làm được không? Có dứt được hết tâm tham ngay lập tức không? Bảo ồ, thế thì ta cái tâm tham này thật là nguy hiểm, cái tâm tham này thật là ác ôn, cái tâm tham này thật là tệ hại. Thế thì tội gì phải tham nữa, từ nay dứt cái tâm tham. Mình nghĩ như vậy thôi thì nó có dứt được không? Chưa chắc nó dứt được. Nó có thể giảm bớt thôi. Nếu như mà mình có cái tác ý này, xua đuổi cái lòng tham này, thấy được cái nguy hiểm của dục tham, thấy tham là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm nhiều hơn, thì nó sẽ giảm bớt được tham. Thế làm thế nào giảm bớt được? Bây giờ phải là nó đang mạnh, cái tâm tham ấy nó là nó từ trước đến giờ mình đã sống chung với nó này. Mình sống chung với tâm tham rất là lâu rồi, cho nên là bây giờ nó trở thành một cái người bạn thân rồi, nó trở thành tri kỷ của nó, nó trở thành ông chủ của mình, và bây giờ mình đang là nô lệ nó, nên nó đô hộ mình từ hàng ngàn năm rồi mà mình không biết ấy. Mình để cung phục cho nó, đòi gì mình cũng đáp ứng của nó, thế là nó mình đáp ứng rồi thì nó lại càng đòi tiếp. Nhưng bây giờ thì mình khởi lên mình chống lại nó, có chống được không? Mấy nghìn năm nay mình chả chống được nó, bao nhiêu đại kiếp này khi chống được nó, bây giờ muốn chống được nó thì phải làm đánh cho nó tan, phải đánh cho nó suy yếu hơn trước, sau đó thì mới diệt trừ được nó. Thì đầu tiên phải giảm bớt cái lòng tham ra. Giảm bớt lòng tham bằng cách nào? Bằng cái cách là sống chi túc thiểu dục, sống thiểu dục chi túc, tức là sống đơn giản, biết vừa đủ với những cái thứ mình cần hàng ngày, như nhà cửa cần che nắng che mưa, che bão che gió thôi, to nhỏ không quan trọng. Nên là sống chi túc, cái lòng tham, mình là ai có cái lòng tham muốn mình phải có một cái nhà to rộng trang đẹp, nhiều cái đồ quý báu ở trong trang trí, nên người ta nhìn vào cái nhà này, to người ta mới biết đây là nhà giàu, biết là nhà sang, hơn nhau hơn thua ở cái đấy. Ban đầu mình sinh ra kiêu ngạo so sánh nhà thật to, nhà thật đẹp hơn nhà kia. Một cái người đi tham thì thứ nhất là nhà cửa không quan trọng, chỉ cần che nắng che mưa là được, to nhỏ đâu quan trọng gì, ở nhà đất cũng được, ở nhà tre cũng được, ở nhà vách cũng được, ở nhà xây cũng được, ở nhà lớn nhà to không quan trọng. Hay là mình có ở một cái nhà rất là đẹp nó bằng vàng ngọc thì cũng mình cũng chỉ coi nó chỉ là cái nhà để che mưa che nắng, chứ mình không có tham ái với nó, không dính mắc với nó. Như vậy thì cái nhà nó là cái gì không quan trọng, mà quan trọng là cái ý thức của mình nhận biết về nó. Đây nó chỉ là cái che nắng che mưa thôi, không như là con chuột nó ở trong hang, hang vàng hay là hang đất thì nó cũng thế. Người ở trong cái nhà nhà đất hay là nhà bằng cái gì thì nó cũng vậy thôi. Y phục chỉ cần che thân khỏi nóng lạnh, đẹp xấu không quan trọng, mặc cái gì cũng được, mặc vải nâu cũng được, mặc áo hoa vét cũng được, vải sang cũng được, con trai cũng được, cũng nghĩa là có cái để che thân là được. Thực phẩm chỉ cần đủ nuôi thân ngon dở không quan trọng, ăn uống chỉ cần đủ sống là được, đâu phải tầm cầu mà hôm nay phải ăn cái món này, mai phải đi tìm cái món vậy là ngon, món ngon món lạ mình không quan trọng, nghĩa là có cái để nuôi sống thân là được. Thuốc men chỉ cần đủ chữa bệnh này, béo bổ không quan trọng, không cần phải đi tìm nhâm sân nghìn năm bền, ăn trường sinh bất lão, ăn cho nó đẹp da, ăn cho nó xanh tóc, ăn cho nó trẻ mãi không già không quan trọng. Nên là những cái mỹ phẩm mà dùng để thuốc dưỡng kem dưỡng da này, kem chống nắng kiếp này không quan trọng. Chỉ cần là nếu có bệnh thì uống thuốc, thuốc gì cũng được, miễn là nó chữa bệnh được là được. Uống nước tiểu nó chữa bệnh cũng được, uống nước tiểu màu đen chữa bệnh cũng được.
miễn là thuốc gì nó chữa được bệnh, không cần phải nhãn hiệu thuốc này là của Nhật, thuốc này của Mỹ đây này, quan trọng. Thì sống chi túc, ít ham muốn, biết vừa đủ thì sẽ giảm bớt được lòng tham. Nếu mà cái người là khi mà mình sống chi túc như thế này thì lúc đấy là lòng tham nó sẽ suy yếu đi một phần này. Nó yếu đi rồi thì lúc đấy mình mới tấn công, mình đánh cho nó đổ luôn, thì lúc đấy thì mình sẽ triệt trừ nó. Chứ còn nó đang mạnh không có diệt được, vậy thì mình làm nó yếu trước, làm nó yếu trước đi đã. Nên là muốn triệt trừ được lòng tham thì trước tiên là phải sống đơn giản trước. Còn ai còn thích sống cầu kỳ, thích đòi hỏi này kia, thì cái lòng tham nó chỉ mạnh lên, nó chỉ lớn lên thôi. Vì mình đang là cái người cung cấp cho cái lòng tham, mình đang bị lòng tham nó đô hộ, nó đòi hỏi cái này cái kia, mình đang thuận theo nó, mình đang cưng chiều nó, thì làm sao mình diệt nó nhé. Diệt nó về, diệt từ cái thô đến cái tế, diệt từ cái dễ đến cái khó. Muốn diệt được lòng tham là sống đơn giản trước ha. Cái thứ hai, chế ngự được lòng tham. Đến cái bước tiếp theo là bây giờ mình làm cho nó giảm bớt rồi thì bắt đầu mới chế ngự, tức là phải trói nó lại, bắt nó, trói nó lại rồi mới đem đi chém đầu. Bây giờ mình bắt được thành chỗ, mình trói nó lại thì nó sẽ nó xử mình luôn. Thì đây là chế ngự nó, khuất phục nó. Thì bây giờ làm sao để chế ngự được lòng tham, làm sao để khuất phục được lòng tham, làm sao để trói được cái tên ăn trộm này lại, làm sao để trói được cái tên giặc này lại, giặc thù. Tham là thú dữ, giặc thù giống như là con cọ. Như bắt được nó rồi mình không trói nó lại chết, trói lại cái lòng tham này bằng cách phải hành thiền định, thực hành các pháp thiền định với sự nhiệt tâm tinh cần, tỉnh giác chánh niệm, khiến cho ni dục ni ác pháp bất thiện, thì sẽ chế ngự được lòng tham. Chế ngự được lòng tham thì có người nào thực hành thiền định mới chế ngự được lòng tham, mới khuất phục được cái lòng tham này. Còn những người nào mà không hành thiền là cái con cỏ tham ấy, là nó còn giống như cái tâm tham nó giống như con cỏ, nó còn đang hoang trong hoang dã, nguy hiểm tham. Nên mà thân mình chơi với người nào mà người ta không hành thiền thì phải đề phòng, người ta giống như cái tâm tham của họ như con cỏ ấy, nó rình rập sơ hở lúc nào là nó sự mình lúc đấy, sơ hở lúc nào nguy hiểm. Còn những người nào mà thực hành thiền định nó giống như người trói được cái con cọp cái này, cái tâm tham nó bị chế ngự, nó được khuất phục lại. Bởi vì cái pháp thực hành thiền định nó dẫn đến sự ni tham. Cái pháp thực hành thiền định trong cái lúc cái người này có cái sự chánh niệm, có cái sự tỉnh giác, thì cái pháp chánh niệm tỉnh giác, cái đề mục thiền đấy, nó đang đè nén cái tâm tham lại, nó đang khuất phục cái tâm tham, nó đang chế ngự cái tâm tham này, nó làm cho cái tâm tham này không có ngóc đầu lên được. Cứ mỗi một cái phút giây, mỗi một cái khoảnh khắc mà cái tâm tham này nó trồi lên, nó được cái đề mục thiền nó đè xuống, nó cứ trồi lên đâu nó đè xuống đấy, nó cứ tấn công cái tâm tham này liên tục như vậy, thì dần dần nó mới khuất phục được tâm tham. Nó giống như là một cái cục đá, một cái tảng đá thật lớn đè lên một cái ngọn cỏ, làm cho ngọn cỏ không thể ngóc đầu lên được. Thì cái đề mục thiền như thế, cái người hành thiền đó, mình lấy cái chánh niệm của mình thì mình đè những cái dục vọng này nè, lấy cái chánh niệm để mình đè những cái phiền não xuống, thì đấy là với cái mục đích của người hành thiền thôi. Hành thiền là để đạt được cái sự ni dục, đè nén được dục, đè nén được các cái tâm ác bất thiện pháp. Thì cái người thực hành thiền định này, người chế ngự được tâm tham, là cái người đã trói được cái con hoang dã, trói được cái con dã thú hoang dại là cái tâm tham lại rồi. Đến lúc chỉ còn một cái bước là mang đi xử nó nữa mà thôi. Làm thế nào là đoạn trừ được tâm tham, bây giờ là diệt trừ tâm tham. Đến cái, bắt đầu mới đến cái bước thứ ba, diệt được tâm tham.
diệt tâm tham là để thực hành phát thiện tuệ. Phải thực hành thiện tuệ thì mới diệt được tâm tham. Thiện tuệ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, để thấy rõ bản chất của thân, thọ, tâm, pháp này là vô thường, khổ, vô ngã thì sẽ đoạn trừ được tâm tham. Khi nào mình thấy được cái thân này không phải là tôi, thân này không phải của tôi, thân này không phải tự ngã của tôi, thì lúc đấy mình hết tham ái với cái thân. Mà mình hết tham ái với cái thân thì mình đâu còn quan trọng gì phải đi tầm cầu cung phụng cho cái thân nữa. Hết khi nào mình nói là cái niềm vui nỗi buồn, tức là những cái cảm thọ, thọ vui, thọ buồn, thọ khổ, thọ này, nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, mình hết tham ái đối với các cảm thọ, thì lúc đấy mình sẽ đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được cái tâm tham. Khi nào mình niệm tâm, tất cả các cái tâm ấy, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm dục giới, sắc giới, tâm vô sắc giới, tất cả các cái tâm hành của mình, nó đều là tâm đấy, nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải của ngã của tôi. Mình thấy các cái tiến trình tâm thức nó sinh lên, nó diệt đi theo nhân, theo duyên, nhưng không phải là của mình nữa, thì lúc ấy mình hết tham ái đối với các cái tâm, tâm hành. Pháp, nó là tất cả các cái pháp, các cái tâm pháp liên quan đến đến các cái tâm, nghĩa là tư tưởng, các cái sự xúc chạm, các cái suy nghĩ, xúc thọ tưởng tư, tất cả những cái pháp còn lại, thì nó cũng không có cái, không phải là tôi, không phải của tự ngã của tôi, thì tất cả mọi thứ thân thọ tâm pháp đều là vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc ấy khi nào mình thực hành thiền tuệ cho đến khi nào mình giác ngộ được sự thật, thấy rõ bản chất của các cái pháp đấy, thì lúc đấy mình sẽ mới đoạn trừ được tâm tham. Khi nào đoạn trừ được tâm tham thì chứng đắc niết bàn. Vậy thì người nào muốn chứng đắc niết bàn thì phải đoạn trừ được dục tham. Người đoạn trừ được dục tham thì chứng đắc niết bàn. Ni tham với chứng đắc niết bàn là một. Vậy cho nên ni tham là niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là ni tham. Ni tham là gì? Ni tham là niết bàn. Lúc nào cũng cầu chứng đắc niết bàn mà tham ơi là tham. Lúc nào cũng nguyện chứng đắc niết bàn mà cái gì cũng muốn. Nguyện chứng đắc niết bàn mà cứ muốn có nhiều tiền, có nhiều quyền, có nhiều người yêu quý, có nhiều cái mình mong cầu, cái gì cũng muốn, và niết bàn cũng muốn. Đúng là bắt cá hai tay, không biết là được cái gì nữa. Vậy muốn chứng đắc niết bàn thì ni tham, thấy không? Ni tham là chứng đắc niết bàn, đoạn trừ được tham thì chứng đắc niết bàn. Đoạn trừ được tham đấy thì đi từng bước như thế. Thứ nhất là phải giảm bớt, thứ hai nữa là mình chế ngự tham, rồi đến cái bước thứ ba là diệt trừ tham. Bước một như vậy. Còn mình có diệt hay không thì là tùy mình. Không có diệt đâu. Để nuôi, nuôi cho nó béo lên. Thế nào là pháp vô vi không có tạo tác? Các pháp vô vi, niết bàn là pháp vô vi không có tạo tác. Đấy là đến một cái đức tính tiếp theo của niết bàn. Niết bàn là pháp vô vi không có tạo tác. Pháp vô vi không có tạo tác là gì? Đức tính tiếp theo, hết cái đức tính ni tham, bây giờ đến các cái đức tính khác của niết bàn. Niết bàn là pháp vô vi, vô vi, vô là không, không có một cái gì cả. Niết bàn vô vi là pháp đối lập với hữu vi. Pháp vô vi nó không có vật chất, không có tinh thần, không có tính chất sinh diệt, không có nhân, không có duyên, nên không có tạo tác, nó không sinh ra cái gì hết. Vậy pháp nào không có sự vô thường, khổ, vô ngã thì pháp đó là vô vi. Vô vi tức là niết bàn. Bây giờ có hai cái pháp, đó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là cái pháp nó thuộc về vật chất, thuộc về tinh thần, những cái pháp nó có nhân có duyên để nó sinh lên, để nó do nhân do duyên nó diệt đi. Nhưng ví dụ như cái thân thể của mình là cái pháp gì? Pháp hữu vi. Những cái suy nghĩ của mình nó thuộc về pháp gì? Nó cũng là pháp hữu vi. Tinh thần và vật chất nó đều là pháp hữu vi. Cho nên là nó có cái sự sinh diệt. Cái thân của mình nó có sinh lên và có diệt đi. Cái tâm của mình nó cũng có cái tính chất sinh lên và cái tính chất diệt đi. Đấy là pháp hữu vi.
vì cái pháp hữu vi nó có sự sinh lên và diệt đi, cho nên nó gọi là có sự tạm tan. Còn niết bàn thì nó không có cái vật chất đấy, nó không thuộc về vật chất, nó không thuộc về tinh thần, nó cho nên nó không có sự sinh lên, không có sự diệt đi. Và niết bàn là vậy, cho nên niết bàn là cái không có cái sự vô thường, không có khổ, không có vô ngã, nó thuộc về pháp vô vi đó là niết bàn. Để mà hiểu được nó thì khi nào chứng đắc niết bàn thì sẽ hiểu. Còn bây giờ lý giải được nó thì nó vượt khỏi cái sự nghĩ bàn. Tại sao cái đức tính tiếp theo là chân lý là niết bàn? Vậy thì tại sao chân lý là niết bàn? Niết bàn là cái gì? Niết bàn là chân lý. Chân lý là niết bàn. Thì ai cũng nói chân lý là cái gì? Chân lý là sự thật. Cái gì là sự thật? Thì cái đấy là chân lý. Mà ai cũng nói là cái này là thật, người thì nói là cái kia là thật. Cái tư tưởng của tôi mới đúng, cái tư tưởng người kia bảo tư tưởng của tôi mới đúng. Vậy biết ai là người đúng đâu? Ai đúng với chân lý? Các tôn giáo, tôn giáo của tôi là chân lý. Tôn giáo kia bảo tôn giáo của tôi là chân lý. Chân lý là sự thật. Bây giờ tư tưởng của các cái triết nền triết học ở trên thế gian là luôn luôn bảo vệ cho một cái sự thật, luôn luôn bảo vệ cho một cái quan điểm, cho một cái chân lý. Vậy thì chân lý nào đúng? Chân lý là sự thật tuyệt đối, rất thâm sâu vi diệu, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nghĩ bàn. Chân lý là niết bàn. Chỉ có người giác ngộ được sự thật tuyệt đối thâm sâu ấy mới cảm nhận được nó. Nó là trạng thái ni tham, trạng thái vô vi, trạng thái không tạo tác, trạng thái bất sinh bất diệt. Cái chân lý là chân lý. Chân lý là cái ni tham đấy là chân lý, cái vô vi đấy là chân lý, cái không có sinh diệt đấy là chân lý. Niết bàn là tên gọi được chế định để chỉ cho cái trạng thái tinh thần bất sinh bất diệt đó. Trạng thái trong một cái trạng thái tinh thần không có sự sinh diệt, không có cái sự tham đắm, không có cái vật chất và tinh thần, cái trạng thái đấy là chân lý, cái trạng thái đấy là vô vi, trạng thái đấy là niết bàn. Chân lý là niết bàn là vậy. Chân lý là sự thật. Sự thật về khổ, sự thật về nhân sinh ra khổ, sự thật về diệt khổ và sự thật về con đường đi đến diệt khổ. Đấy là tứ thánh đế, bốn chân lý, bốn sự thật. Đức tính niết bàn là chân lý, có nhiều con đường. Chân lý thì chỉ có một, nhưng con đường đi đến chân lý có nhiều. Chân lý là niết bàn. Tại sao bờ bên kia là niết bàn? Có một cái từ mà hay có rất là nhiều người hay dùng cái từ ba la mật, ba la mật tạo tác, ba la mật tích lũy, ba la mật, ba la mật đa. Ba la mật có nghĩa là bờ bên kia. Thế là có những người bảo là tôi bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, trí tuệ ba la mật. Nghĩa là ba la mật là cái gì? Ba la mật có nghĩa là bờ bên kia, bờ bên kia. Cái từ Barami, cái từ Barami là cái từ tiếng Phạn mà nó có cái ý nghĩa là bờ bên kia, bờ bên kia. Và vậy thì cái người bố thí để làm gì? Bố thí để tích lũy ba la mật. Vậy có nghĩa là bố thí để sang bờ bên kia. Vậy bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí để sang bờ bên kia. Chỉ giới để làm gì? Chỉ giới ba la mật để sang bờ bên kia. Tức là lúc nào cũng hướng sang bờ bên kia, bờ bên kia, bờ bên kia. Thế bờ bên kia là cái gì? Bờ bên kia có nghĩa là cái bờ nó có cái bên này thì nó sẽ mới có bên kia. Bờ bên kia là niết bàn. Vậy thì phải có cái bờ bên này, nó giống như con sông ở giữa. Nó có như là ở giữa là một con sông, bên kia nó có một cái bờ đê và bên này một cái bờ đê. Và cái người ở bên này đang muốn sang bên kia. Bên kia nó là một cái miền đất hứa. Đấy. Là một cái gì mình mơ ước lắm. Và bây giờ muốn sang bờ bên kia thì phải làm gì? Thì phải có con thuyền để sang. Con thuyền để sang đấy là cái gì? Đó là mình phải tích lũy các ba la mật. Bố thí để làm cái hành trang sang bờ bên kia, chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn để đi sang bờ bên kia. Bờ bên kia là niết bàn. Vậy thì bờ bên này là khổ đau, bờ bên kia là vui hạnh phúc.
Vậy thì Niết Bàn nó có một cái ý nghĩa là bờ bên kia. Bờ bên kia là trạng thái có tính chất đối lập là giữa mê và ngộ. Ví dụ có bên này bên kia, bên này là bên kia là giải thoát Niết Bàn, bên này là trói buộc là sinh tử. Có nghĩa là mình đang ở trong cái dòng bị sinh tử, bị trói buộc bởi sinh tử, cho nên là mình muốn sang cái trạng thái giải thoát Niết Bàn kia, cho nên là mình hướng đến bờ bên kia. Bên kia là giác ngộ, còn bên này là si mê. Bên kia là thanh tịnh, bên này là ô nhiễm, bên kia là an lạc, bên này là khổ đau sinh tử, bên kia là vượt qua biển khổ, và bên này là chìm đắm sông mê. Nên cho nên là mình hướng tâm sang bờ bên kia. Sang bờ bên kia có nghĩa là mong muốn được thức tỉnh, mong muốn được giác ngộ, mong muốn được giải thoát, mong muốn được chấm dứt khổ đau. Thì đấy, và khi nào mình đạt được trạng thái đấy là mình đạt được cái mục tiêu nguyện vọng của mình, thì được gọi là bờ bên kia, được gọi là ba la mật. Niết Bàn là bờ bên kia, đối lập lại. Bên này đang sinh tử, mình muốn thoát sinh tử, đang khổ đau, mình muốn thoát khổ đau, đang si mê, mình muốn giác ngộ, ô nhiễm, mình muốn được thanh tịnh. Thì cái mà mình ước muốn thoát khỏi cái khổ đau này được gọi là ba la mật, được gọi là bờ bên kia. Niết Bàn là cái đối lập với cái thế gian này, đối lập lại với cái pháp thế gian này. Thế gian là sinh tử, Niết Bàn là bất tử. Thế gian là si mê, Niết Bàn là giác ngộ. Thế gian là ô nhiễm, Niết Bàn là thanh tịnh. Thế gian là khổ đau, Niết Bàn là an lạc. Đấy là cái trạng thái bên kia, là bên kia nó có tính chất đối lập với bên này. Thế giờ mình mong cầu cái trạng thái đấy, thì cái trạng thái đấy chính được gọi là Niết Bàn. Niết Bàn thì là một cái tên để chỉ cho những cái trạng thái hạnh phúc vĩnh hằng, an lạc vĩnh hằng đấy rồi thôi. Bờ bên kia có ý nghĩa như người đã thành công trên đường tụ tập, giống như người vừa mới vượt qua biển đại dương đầy nguy hiểm. Vậy bờ bên kia là chỉ cho trạng thái Niết Bàn. Bất hoại là Niết Bàn. Bất hoại, cái không bị hủy hoại là Niết Bàn. Bây giờ mình thấy ở trên đời này có cái gì mà nó không bị hủy hoại không? Có cái gì mà nó không bị hủy hoại không? Giờ mình bây giờ mình quan tâm đến cái gì nhất? Cái thân của mình là mình quan tâm nhất, nhưng mà cái tâm thân của mình nó cứ hủy hoại từng ngày từng tháng. Mình cứ tưởng là mình lớn lên là mình hạnh phúc, và mình bắt đầu lớn lên nó sinh ra nhiều bệnh, vậy đấy là nó hủy hoại. Tóc mình già đi, răng rụng dần, da thì nhăn nheo dần, rồi là thân nó cứ ốm yếu gầy mòn dần dần, đấy là nó hủy hoại về thân. Xong là cái lúc mình còn trẻ thì có khi còn minh mẫn, già đi có khi lại trở nên nú nẫn, thì đấy nó hủy hoại cả về tinh thần. Thế nhà cửa mình cố gắng xây dựng lên, mấy năm sau mình nhìn lại nó đã mục nát này, nó đã hư hỏng này, lại cái nó sửa chữa này, mình thấy nhà cửa nó cũng hủy hoại, đất trời nó cũng hủy hoại. Mình thấy càng ngày thì thời tiết càng khắc nghiệt hơn, thiên nhiên càng khó khăn hơn, cuộc sống này nó càng tệ hơn. Thì cái gì nó có hình thì nó cũng có hoại, không có cái gì nó tồn tại mãi. Nếu mình quan sát là chẳng có cái gì nó tồn tại mãi, cái gì nó cũng sẽ có ngày hủy hoại. Đến cả cái quả địa cầu trái đất này cũng có ngày nó hủy hoại. Mặt trời, mặt trăng, cái gì nó cũng có lúc nó hủy hoại hết, không có gì nó tồn tại mãi. Không có cái gì là trường kỳ, không có gì là vĩnh hằng, không có cái gì là trường tồn hết. Vậy có một cái mà bây giờ mình luôn luôn mong cái trường tồn đấy. Mình mong muốn có cái gì nó phải trường tồn, nó phải vĩnh cửu, nó phải mãi mãi, thì chi bằng chỉ có mong muốn Niết Bàn là thôi. Niết Bàn thì nó mới trường tồn, Niết Bàn nó mới vĩnh cửu, Niết Bàn là mãi mãi. Cái bất hoại là Niết Bàn. Niết Bàn là không có sự hủy hoại. Bất hoại là không bị tiêu diệt, vì nó không sinh lên thì nó lấy đâu ra mà diệt đi. Cái gì nó có sự sinh lên thì nó sẽ có diệt đi. Niết Bàn là cái nó chẳng sinh lên thì nó lấy gì để diệt đi. Cho nên là Niết Bàn là nó không có sinh diệt, Niết Bàn là cái nó không bị hủy hoại, Niết Bàn là trạng thái không có sự sinh diệt. Muốn an toàn nhất, muốn an ổn nhất, không bị sinh diệt thì cứ nguyện chứng đắc Niết Bàn. Niết Bàn không bị hủy hoại, còn cái gì cũng bị hủy hoại hết. Trường cửu là Niết Bàn.
cái trường cửu là niết bàn. Cái gì là trường cửu? Ở trên thế gian có cái gì trường cửu? Trường cửu tức là nó tồn tại mãi, tồn tại mãi, tồn tại mãi, không có cái gì tồn tại mãi ở thế gian này cả. Cái trường cửu đấy là nó chỉ có niết bàn là cái trường cửu. Trường cửu là niết bàn, trường cửu là sự tồn tại mãi mãi. Vì niết bàn là trạng thái không có sự thay đổi, không sinh, không già, không bệnh, không chết, nên niết bàn trường cửu vĩnh viễn. Còn cái gì ở trên thế gian nó cũng có sinh, già, bệnh, chết. Con người có sinh, già, bệnh, chết. Mấy con vật nó có sinh, già, bệnh, chết. Còn những cái mà pháp mà những cái mà vô tri vô giác thì nó có thành trụ hoại không? Đấy, nó có hình thành để nó an trú rồi nó hủy hoại để nó sẽ tan rã. Bây giờ mình xây lên cái nhà xong, đấy là hình thành. Rồi cái nhà nó tồn tại được bao nhiêu năm? 5 năm, 10 năm hay là 50 năm hay 100 năm? Đấy là thời gian trụ của nó. Phải bắt đầu đến cái thời gian nó hư hỏng, rột nát. Mấy người đi làm nhà thấy nó rột được một thời gian nó hỏng, nó rột nát. Bắt đầu đấy là cái thời gian nó hủy. Rồi là cái thời gian hủy hoại, rồi thời gian nó sụp đổ. Nó không còn là nó nữa. Nó có thành trụ hoại không? Không có gì tồn tại lại, chỉ có niết bàn, không có sinh già bệnh chết. Thì niết bàn là cái trường cửu, là cái vĩnh viễn, là cái người niệm cái sự trường cửu là niết bàn, cái gì tồn tại mãi mãi là niết bàn. Chỉ có niết bàn mới tồn tại mãi mãi, không có gì tồn tại. Tại sao không biến dị là niết bàn? Không biến dị là niết bàn. Tại sao không biến dị là niết bàn? Niết bàn là cái nó không bị biến dị. Biến dị, dị là nó thay đổi. Dị có nghĩa là nó thay đổi. Bảo có cái người này sao hôm nay nó tự nhiên nó dị lập. Tại sao nó lại trở nên nó thay đổi thế nhỉ? Thay tâm đổi tính, nó thay tướng đổi hình, thay hình đổi tướng, giống như là cái người nộp sản. Người hôm qua đang già mà hôm nay trẻ ra ô lại này, sao cái người này tự nhiên nó lại bị thay đổi thế này nhỉ? Đang từ người già biến thành người trẻ này, hay là từ người trẻ trở thành người già? Nó là biến dị. Biến dị có nghĩa là già đi, mỗi ngày một khác, mỗi ngày một khác. Nhìn thấy cái đứa trẻ này, ô, cách đây một năm trước nó khác mà sao bây giờ nó khác thế này nhỉ? Cách đấy 5 năm sau nó lại khác nữa, 5 năm sau nó lại khác nữa. Cứ mỗi ngày nó một ra như vậy. Cái gì nó cũng khác như vậy, chẳng phải là có con người nó khác mà cái gì nó cũng khác như vậy. Vậy thì sống ở trong thế gian này là luôn luôn biến dị. Cái gì nó cũng có cái sự biến dị của nó. Nó biến dị trong từng sát na. Nó thay đổi trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na vậy. Đất trời này nó biến dị theo mùa xuân mình thấy nó khác. Giờ mình ra mình nhìn thấy cây cối nó khác. Là đến mùa đông thì mọi cây cối nó lại khác. Đất trời nó thay đổi như vậy, con người nó thay đổi như vậy, vạn vật nó thay đổi như vậy. Không lúc nào nó ngừng cái sự thay đổi này. Không lúc nào nó không thay đổi hết. Vì đấy là nó đang biến dị, vạn vật đang biến dị. Vậy thì chỉ có một cái nó không biến dị, đó là niết bàn thôi. Chỉ có niết bàn mới không có biến dị. Biến dị là thay đổi. Tất cả mọi cái pháp hữu vi luôn luôn thay đổi, chỉ có pháp vô vi là không thay đổi. Niết bàn là bất động, không có sự lớn lên già đi, không có sự thay đổi. Niết bàn là không biến dị. Vậy thì không biến dị là niết bàn, hay không thay đổi là niết bàn, không thay đổi là niết bàn. Còn tất cả những cái khác luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Cái tinh thần, cái vật chất nó luôn luôn thay đổi, tinh thần nó cũng luôn luôn thay đổi. Luôn luôn thay đổi, cho nên là mình thấy hôm nay nó thế này, mai nó thế khác, đó là quy luật của nó. Cái tâm tính con người hôm nay thế này, mai nó thế khác, đó là quy luật của nó. Chỉ có niết bàn mới không thay đổi thôi, còn cái gì nó cũng thay đổi được. Cho nên là mình đừng có đặt niềm tin vào cái gì cả, chỉ đặt niềm tin vào niết bàn thôi. Bạn ở trên thế gian này nó thay đổi liên tục. Tại sao bất tử lại là niết bàn? Bất tử là niết bàn. Bất tử là cái không có chết, cái gì không chết, cái đấy được gọi là bất tử. Cái gì cũng phải chết, con gì cũng phải chết, người nào cũng phải chết, ai cũng phải chết, người không chết, cái gì không chết thì có niết bàn là không chết. Bất tử là không phải chết đi,
Cái gì có sự sinh ra thì phải có sự chết đi. Niết bàn không có sinh nên không có tử, vì thế niết bàn là bất tử. Chỉ có cái gì không phải sinh ra thì mới không có chết đi. Còn cái gì phải sinh ra thì phải chết đi. Chỉ có niết bàn là không có cái sự sinh ra nữa. Không có ai, mọi thứ nó đều phải có sự sinh ra. Sự cộng do có nhân có duyên nên nó sinh ra, nó sinh ra. Cái gì nó sinh ra bông hoa, cái gì sinh ra bông hoa, nó có nhân duyên của nó, có hạt giống, có đất nước lửa gió, đấy là nhân duyên của nó. Nó có nhân và có duyên nên nó sinh ra. Nó sinh ra thì nó phải chết đi, thì nó không đủ nhân duyên nên nó phải chết đi. Cái gì sinh ra con người, nó có nhân có duyên của con người, nó có nghiệp, nó có các cái tâm nó sinh ra, cái tiết nó sinh ra, vật thực nó sinh ra. Tất cả mọi thứ nó đều có nhân duyên mà sinh ra thì nó phải chết đi. Niết bàn nó không có cái nhân duyên nào để sinh ra nên niết bàn không có cái gì để chết đi. Niết bàn là pháp bất tử, bất tử là niết bàn, không phải chết là niết bàn. Còn cái người đang cầu chứng niết bàn ấy, cầu mong cầu chứng đắc niết bàn là người đang mong cầu cái pháp bất tử, không phải chết đi, mong cầu. Vậy thì bây giờ có nghĩa là chấm dứt cái sự tái sinh là sẽ không phải chết nữa. Cho nên cái người chấm dứt tái sinh là cái người sẽ đạt được cái sự bất tử, gọi là bất sinh bất tử. Bất sinh bất tử là niết bàn. Niết bàn là hiển thiện. Sao niết bàn là hiển thiện? Hiển thiện là cái đối mặt lại một cái bất thiện. Ác tham sân si là bất thiện, vô tham vô sân vô si là hiển thiện. Vậy niết bàn là cái vô tham vô sân vô si được đâu? Hiển thiện không làm khổ mình, không làm khổ người. Niết bàn không có làm khổ ai, nên niết bàn là hiển thiện. Bất thiện là tham sân si, còn niết bàn là vô tham vô sân vô si. Thì niết bàn là hiển thiện, là niết bàn, cái pháp hiển thiện là niết bàn. Hiển thiện là niết bàn. Bây giờ người ta thấy một cái người này tốt, người ta thấy cái người này tốt lắm, và cái người có tốt thật không? Người này có tốt thật. Chỉ có người nào đạt đến niết bàn rồi thì mới thật sự là không còn cái tham sân si nữa, diệt trừ được tham sân si thì người đấy mới thật sự là hiển thiện. Còn nếu có những người, người ta mới chỉ giảm bớt thôi, có những người, người ta mới chỉ giảm bớt tham sân si thôi, nhưng mà người ta chưa hết đâu. Có những người thì người ta mới chế ngự được tham sân si thôi, chứ người ta giống như là con cọp nó mới bị trói tạm thời, nó trỏ đồng lúc nào cũng được chế ngự không. Còn khi nào mà diệt trừ được nó rồi thì lúc đấy mới thật sự là hiển thiện. Có những người đã diệt trừ được tham sân si thì người đấy là hiển thiện, thì cái người đấy là người đã chứng đắc niết bàn, đã chứng đạt niết bàn, đã chứng ngộ niết bàn. Vậy người nào mà chứng đắc niết bàn thì cái người đấy là người hiển thiện, người hiển thiện tuyệt đối. Hiển thiện là niết bàn. An ổn là niết bàn. Tại sao an ổn lại là niết bàn? An ổn ở thế gian này thì có rất nhiều cái bất an, có rất nhiều cái bất an. Đó là mình sống đây nhưng mà mình luôn luôn lo lắng về những cái sự nguy hiểm nó rình rập mình, lo lắng về già, lo lắng phải bệnh, lo lắng phải chết, lo lắng về chiến tranh, lo lắng về bệnh tật, lo lắng về thiên tai, lo lắng về tai nạn, lo lắng về cướp bóc, lo lắng về đủ mọi thứ để lo lắng. Thì những cái gì mà mình phải lo lắng là cái bất an. Cái bất an cho nên cuộc sống nó không yên ổn. Vì khi mà mình gặp những cái chướng ngại thì cuộc sống nó trở nên bất ổn, nó không được ổn định nữa rồi. Ăn không ngon là bất ổn được, ngủ không yên là bất ổn được, ở không ổn, không yên là bất ổn được. Cuộc sống luôn luôn phải phiền toái, đấy là một sự bất ổn, là một cái sự không ổn định này. Bất ổn, an ổn là bình an và ổn định. Niết bàn là trạng thái bình yên nhất, không có sự nguy hiểm. Niết bàn là tĩnh lặng nhất, không có sự năng chăng. Vì thế an ổn là trạng thái của niết bàn. Chỉ có niết bàn mới đạt được sự an ổn tuyệt đối. Còn nếu mà chưa đạt đến niết bàn là nó không an ổn, không an ổn về thân, không an ổn về tâm, tâm của mình nó không an ổn, nó còn năng chăng. Do cái tâm nó còn năng chăng thì
nó còn có nhiều cái lo lắng, nhiều cái buồn phiền, thì đấy là cái trạng thái không an ổn. Còn khi nào đạt đến cái sự niết bàn, chứng ngộ niết bàn, thì cái tâm nó hoàn toàn bình an, cái tâm nó hoàn toàn ổn định. Nó có thể là ở thế gian này bị dao động nhưng tâm không dao động. Về như một người mà tu chứng đắc niết bàn, người ta không bị dao động, không bị dao động bởi cái được mất hơn thua, khen chê yêu ghét thôi. Còn người đời mà được cái thì thích, mất cái thì khổ phiền, khen cái thì cười, chê cái thì chán, chê cái là buồn, khen là thích, yêu thích yêu, không thích ghét, thích khen không thích chê, thích được thì không thích mất. Còn cái trạng thái của niết bàn thì bình thường, không bị dao động, dù cái ngoại cảnh có dao động thì cái tâm nó cũng không dao động. Vì thế cho nên là đạt đến niết bàn thì mới thật sự là ổn định, đạt đến sự niết bàn mới thật sự là bình yên. Vì thế cho nên là an ổn là niết bàn, bình an và ổn định là niết bàn, là trạng thái của niết bàn. Không sầu là niết bàn, niết biển, niết bàn là không có sầu. Tại sao ở trên đời này có sầu? Sầu bi ưu não, sầu này nó chỉ cho là sầu bi ưu não buồn phiền, tức là cái trạng thái buồn phiền bực bội tức tối vì nhiều cái không như ý, vì nhiều cái mình không hài lòng, nhiều cái mình mong cầu mà không được, nhiều cái mình muốn giữ mà không giữ được, nhiều cái mình muốn có mà không có, nhiều cái mình muốn bảo vệ mà nó cứ mất đi. Cho nên rằng mình mới sinh ra sầu, sinh ra cái bi, sinh ra cái ưu não. Sầu vì người thân mất, sầu vì mất của, sầu vì mất tài sản, mất người thân, rất nhiều cái mà mình lo lắng, buồn phiền, sầu khổ đó. Còn niết bàn là trạng thái không có sầu, niết bàn là vô sầu, vô sầu, vô khổ, đấy là trạng thái của niết bàn. Sầu là phiền não, ô nhiễm của tâm, trí tuệ giác ngộ tẩy trừ hết phiền não trong tâm nên mới chứng ngộ được niết bàn. Cho nên niết bàn là không có sự hiện diện của sầu bi ưu não. Người chứng ngộ niết bàn thì mới hết sầu bi ưu não, còn người chưa chứng ngộ niết bàn thì vẫn còn sầu bi ưu não. Để có thể là thấy người ta cười nhưng mà bên trong vẫn có cái sầu bi. Có thể là vui lúc này nhưng mà sẽ khổ lúc về sau. Có thể là hôm nay còn vui nhưng ngày mai sẽ buồn. Nhưng mà chỉ khi nào đạt được đến cái sự niết bàn, chứng ngộ được niết bàn rồi thì lúc đấy mới tuyệt đối là hết sầu bi ưu não. Còn ngày nào chưa chứng ngộ niết bàn thì mình còn phải sống với sầu bi ưu não. Vì thế cho nên vô sầu là niết bàn, chỉ khi nào đạt đến niết bàn mới hết sầu. Thanh tịnh là niết bàn. Tại sao thanh tịnh lại là niết bàn? Thanh tịnh là cái sự trong sạch, cái sự trong sạch tuyệt đối, không có cái sự ô nhiễm, đấy là thanh tịnh. Mà bây giờ cái gì ở thế gian, cái gì là cái thanh tịnh? Cái gì? Cái trạng thái, cái gì là thanh tịnh, cái gì là bất tịnh, cái gì là thanh tịnh, cái gì là bất tịnh? Người tắm rửa sạch sẽ là đã gọi là thanh tịnh rồi. Bên trong vẫn còn hộ ế phân tiểu đầy trong người. Vậy thanh tịnh là cái trạng thái, thanh tịnh là không có ô uế, không ô nhiễm, không có ô uế, vô nhiễm. Tức là cái trạng thái mà cái trạng thái thanh tịnh của tâm đó. Nhưng đấy là cái trạng thái thanh tịnh của tâm, nó không có tham, không có sân, không có si, bị tham sân si là đấy là được gọi là ô nhiễm. Còn vô tham vô sân vô si mới được gọi là thanh tịnh. Vậy cái trạng thái thanh tịnh không có tham sân si, không có cầu uế, không có ô nhiễm. Niết bàn là trạng thái vô nhiễm, không có sự hiện diện của tham ái sân hận si mê. Tham ái sân hận si mê đấy được gọi là cầu uế, đấy được gọi là ô uế. Còn khi nào đạt đến cái vô tham vô sân vô si, không còn tham ái sân hận si mê nữa thì lúc đấy mới được gọi là thanh tịnh. Và niết bàn tuyệt nhiên thanh tịnh, không có tham sân si. Thế đấy gọi là thanh tịnh là niết bàn, thanh tịnh là trạng thái của niết bàn. Tại sao niết bàn là tối thượng lạc?
tối thượng lạc là niết bàn. Bây giờ ở đời mình muốn cầu cái sự an lạc, mình cầu cái sự an lạc là hôm nay được ăn ngon, đấy là an lạc, ngủ ngon đấy, được gọi là an lạc, ngủ trong an lạc, thức trong an lạc. Mình có nhiều thứ, có cái gì muốn cái gì có cái đấy, và đấy được gọi là an lạc. Mình được hưởng những cái sắc thanh hương vị xúc, sống lâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Mình có đầy đủ những cái thứ đấy thì đời có an lạc không? Đời bây giờ mình muốn gì có cái đấy. Ví dụ như một ông vua, ông được hưởng, ông muốn cái gì cũng được. Muốn có sắc thì được sắc, muốn có sống hương vị xúc cái gì ông cũng được hưởng. Hay là một cái người có cái phước, người ta được sống lâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, không có bệnh tật, không có khổ đau, không có nhọc nhằn, luôn luôn được an vui, được hưởng thụ, thì người đấy có được gọi là an lạc chưa? Cũng chưa chắc là gọi là an lạc. Cái an lạc đấy nó chỉ là cái an lạc tạm thời thôi, nó chỉ là cái an lạc tầm thường thôi. Cái an lạc này nó có giới hạn, đến cả những cái vị chư thiên sống ở trên các cõi trời được hưởng thụ đầy đủ các cái thứ dục lạc ở thiên giới cũng chưa phải là tối thượng lạc. Vậy thì có người sẽ nói là niết bàn là cái chẳng có gì cả. Vậy thì ở thế gian còn có nhiều cái để hưởng thụ chứ, bây giờ vào niết bàn rồi thì không có sinh, không có diệt, không có sầu, không có khổ, không có mong cầu, không có cái gì cả, thì niết bàn được cái gì? Niết bàn vẫn có cái sự an lạc. Niết bàn là một cái tối thượng lạc, tối thượng lạc, tức là một cái sự an lạc tối thượng, một cái sự an lạc tối thượng, đó là niết bàn. Tối thượng lạc là niết bàn. Bây giờ mà chúng sinh ở thế gian chỉ mong cầu cái sự an vui, cái sự sung sướng, cái sự an lạc. Thế thì hãy mong cầu niết bàn, vì niết bàn là tối thượng lạc, là cái an lạc cao thượng nhất. Niết bàn là sự thoát khổ vĩnh viễn, cho nên niết bàn là an lạc vĩnh hằng. Niết bàn là an lạc tối thượng. Chỉ có niết bàn này mới có cái sự thoát khổ vĩnh viễn. Còn bây giờ mình sinh làm gì thì không có sự vĩnh viễn. Ví dụ được làm vua được mấy năm, chắc được 5 năm, 10 năm, 20 năm thôi, không có được vĩnh viễn được. Và sinh thiên giới mình cũng sống được hết cái kiếp của chữ thiên đấy, mình cũng phải chết. Vậy cái lạc thú ở thiên giới không vĩnh viễn, không vĩnh hằng. Nói gì đến cái lạc thú ở cái cõi đời này, cái người này người ta sướng nhỉ, sướng quá, sướng thật. Nhưng mà cái sướng đấy nó cũng được mấy năm này nó hết, được mấy chục năm này nó hết, nó không có vĩnh viễn, không có vĩnh hằng. Thế thì bây giờ ở cõi đời này hưởng thụ cái sự an lạc này, ngắn ngủi và chỉ sinh thiên mà hưởng thụ cũng không vĩnh hằng. Cõi nào nó cũng không có sự vĩnh hằng, vì nó vẫn còn nằm ở trong cái sự sinh tử, nó còn nằm ở trong vòng sinh tử, có sinh là phải có tử đi. Chỉ có niết bàn là thoát khổ, thoát khổ hoàn toàn, thoát khổ vĩnh viễn, thoát khổ mãi mãi. Cho nên niết bàn được gọi là tối thượng lạc, là cái sự an lạc vĩnh hằng, thoát khổ vĩnh hằng. Niết bàn là tối thượng lạc. Nói chung niết bàn là cái trạng thái chân thường không thay đổi, chân là không khổ đau, chân tịnh không ô nhiễm, tịch diệt không có sinh tử. Nói chung lại là niết bàn là như thế. Niết bàn là cái không còn thay đổi nữa, không còn khổ đau nữa, không còn ô nhiễm nữa, không còn sinh tử nữa. Đấy được gọi là niết bàn. Đấy là những đức tính của niết bàn. Muốn chứng ngộ niết bàn thì phải làm gì? Được hiểu được những đức tính của niết bàn rồi thì được khởi lên cái tâm muốn chứng ngộ niết bàn. Giờ có muốn chứng niết bàn không? Có nhiều cái, giờ mình muốn cái gì, bây giờ mình đang muốn gì? Muốn sống lâu mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, muốn không? Hay là muốn sinh thiên giới, hay là muốn làm vua, hay là mong muốn cái gì, muốn tài sản, hay là mình muốn danh vọng, muốn quyền lực, có nhiều cái mong muốn. Thì giờ mình muốn cái gì? Trong đó có một cái muốn chứng đắc niết bàn. Muốn chứng đắc niết bàn thì phải làm gì?
mình muốn cái gì thì mình phải đi 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 đi, đi tìm kiếm, mình phải đi xây dựng cái đấy. Mình muốn cái gì thì mình phải tạo tác cái đấy. Nên là muốn chứng đắc niết bàn thì mình cầu nguyện, cầu cho con chứng niết bàn, cầu con chứng niết bàn, cầu con chứng niết bàn, thì nó có chứng không? Cái pháp cầu nguyện nó có thành tựu không? Pháp cầu nguyện không thành tựu. Vậy thì bây giờ mình phải tạo tác, phải tìm cách, đó là phải hành động, phải thực hành bát chánh đạo, phải thực hành bát chánh đạo. Muốn chứng đắc niết bàn thì phải thực hành theo bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hay là nói tóm gọn này là phải thực hành giới định tuệ, phải giữ giới, phải hành thiền chỉ, phải hành thiền quán để chứng đắc niết bàn. Thì đấy là con đường đi đến niết bàn. Có mấy con đường để đi đến niết bàn? Có, trong kinh Đức Phật có nói là con đường nào đi đến niết bàn không? Con đường để đi đến niết bàn có mấy? Có một con đường độc nhất, có con đường độc nhất là tứ niệm xứ. Có con đường độc nhất, bốn cơ sở quán niệm khiến chúng sinh thanh tịnh, diệt phiền não khổ ưu, thành tựu được chính trí và chứng ngộ niết bàn. Đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thấy được sự thân thọ tâm pháp không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thì sẽ đi đến niết bàn, thì sẽ chứng ngộ niết bàn. Con đường để đi đến niết bàn là cái pháp thiền tuệ. Tức là cái người nào mà đạt đến sự thực hành thiền tuệ thì cái người đấy là cái người đấy đang đi trên con đường đi đến niết bàn. Còn người giữ giới vẫn chưa chắc đã là cái người đi đến niết bàn. Bởi vì có người ta giữ giới với mục đích sinh thiên, giữ giới với mục đích hưởng phước, làm người có dục giới. Có người thực hành thiền định nhưng mà thực hành thiền định với mục đích là sinh phạm thiên giới, với mục đích hưởng sự an lạc của thiền. Cho nên là người giữ giới và hành thiền định chưa chắc đã là người đi đến niết bàn. Nhưng mà cái người thực hành đến thiền tuệ là người đang đi đến niết bàn. Người nào đang thực hành thiền tuệ bắt đầu từ phân biệt sắc, phân biệt danh, phân biệt duyên khởi, phân biệt tam tướng vô thường khổ vô ngã, là cái người đấy là cái người đang bắt đầu đặt chân đến cái con đường độc nhất tứ niệm xứ, bắt đầu vào thực hành vào thiền tuệ, là người đấy thực hành tứ niệm xứ. Và cái người đấy là cái người đang từng bước đi đến niết bàn. Tứ niệm xứ là con đường độc nhất đi đến niết bàn. Là vậy, có mấy cửa vào niết bàn. Bây giờ mình đi đến một cái nơi nào đấy, đi đến nhà người ta phải có con đường phải không? Nhưng mà khi đến nhà thì phải gõ cửa ấy. Bây giờ là đi đến chùa có mấy con đường, đi vào chùa Phụng Minh có mấy con đường, đi đến chùa Phụng Minh chỉ có một con đường ha, có một cái con đường ngoài đường kia. Đi đến, nhưng mà đi đến vào chùa Phụng Minh thì có mấy cửa, mấy cổng, một cổng, hai cổng, có thể mượn thêm cổng nữa, cổng địa điểm, ba cổng ấy. Thì cái niết bàn nó cũng thế, đi trên cái con đường đi đến rồi, mình đến nơi rồi thì mình phải gõ cửa chứ, gõ cửa để đi vào niết bàn. Thường thường một nhà có mấy cửa, nhà hai cửa. Khi vào đến cổng chùa Phúc Minh thấy có mấy cái cổng, có một cái cổng giữa và hai cái cổng nhỏ hai bên nữa. Đấy là nó biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho vào đây là vào cửa vào niết bàn này. Đi vào cửa nào thì đi, nó có ba cửa ha. Cho nên ở chùa hay làm cái cổng nó có ba cổng ấy, gọi là cổng tam quan ấy. Quan nghĩa là cửa, quan là để quan sát mà. Còn ba nghĩa là ba cánh cửa để đi vào, có nghĩa là vào chùa là vào nhà niết bàn, vào nhà giải thoát. Bước chân vào chùa là bước chân vào nhà giải thoát, bước chân vào cái nhà niết bàn tạm thời ấy. Vì khi vào chùa mình vô tham được một chút xíu, vô sân vô si được một chút xíu, phải không? Vào niết bàn tạm thời chút xíu còn gì nữa. Có ba cửa để vào niết bàn: cửa vô tướng niết bàn, cửa vô nguyện niết bàn và cửa không niết bàn. Ba cửa. Thường mình hay vào cửa nào? Hay vào cửa chính nhá. Cửa chính là cái cửa này này, không, cửa không là to nhất. Cửa giữa là cái cửa không niết bàn, còn cửa bên phải là vô tướng niết bàn, một cái cửa bên nữa là vô nguyện niết bàn. Có hai bên, hay vào cửa nào, hay vào cửa không phải không? Không, có nghĩa là vào đây là phải rộng không ha, không có gì nhá, không tham, không sân, không chi nhá, không sầu bi, không khổ ưu não nhá, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm nhá. Vào đây là cái gì cũng phải không hết,
phải không? Vào chùa là cái rất nhiều cái không, không 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 được làm này, không được làm kia, không được làm, không được làm cái gì không nhiều quá nên vào cửa không các bạn. Tìm hiểu thì các cái cửa này thế nào là vô tướng niết bàn, cửa vào niết bàn vô tướng, vô tướng niết bàn là chi? Vô tướng niết bàn có nghĩa là 10 cái cách quán chiếu các pháp là vô thường để chứng đắc niết bàn. 10 cái cách quán chiếu các pháp hệ Alipsato, vô thường, các pháp liên tục sinh diệt. Vậy cái gì có sinh diệt, cái đấy là vô thường. Các pháp là gì? Nghĩa là thân và tâm mình, cái gì thuộc về vật chất và tinh thần. Các pháp là muốn nói cho cái trạng, các cái trạng thái của vật chất và các trạng thái của tinh thần, các thể loại vật chất và các trạng thái của tinh thần gọi là các pháp. Tinh thần và vật chất luôn sinh diệt cho nên nó vô thường, sụp đổ. Cái gì có hình thành sẽ có sụp đổ, tinh thần và vật chất sẽ có ngày sụp đổ. Dao động, tất cả mọi thứ đều dao động, không được bình yên. Xáo trộn, các pháp luôn xáo trộn, không ổn định, các pháp không có ổn định, biến đổi, các pháp luôn phải chịu sự biến đổi. Không vững chắc là các pháp rất là mong manh, tinh thần và vật chất là những cái rất mong manh. Hoại diệt, các pháp luôn phải hoại diệt, các pháp luôn phải chết, các pháp luôn vận hành và tạo tác. Đó là 10 cái cách quán về các pháp là vô thường như vậy, để mình diệt trừ được tham ái đối với các pháp. 10 cái cách quán đấy là để mình đừng tham ái với cái gì cả, đừng tham ái với vật chất, đừng tham ái với tinh thần, đừng tham ái với thân, đừng tham ái với tâm, đừng tham ái với ngoại cảnh, đừng tham ái với năm uẩn, đừng tham ái với năm dục. Bởi vì nó làm sao? Bởi vì nó hoại diệt, bởi vì nó phải chết, bởi vì nó luôn dao động, bởi vì nó luôn sinh diệt, bởi vì nó tất cả những cái thấy nó được hiểu là vô thường, tất cả các pháp nó là vô thường. Bản chất của các pháp không tồn tại, luôn biến diệt như vậy. Người nào tuệ chi như thật được điều đó thì giác ngộ được sự thật và chứng đắc niết bàn. Chứng đắc niết bàn theo cách này thì được gọi là vô tướng niết bàn. Thế nào là vô nguyện niết bàn? Chứng đắc niết bàn theo cái cách vô nguyện niết bàn là 20 năm cách quán chiếu các pháp là khổ để chứng đắc niết bàn. Ví dụ như đời là khổ, rất là phiền não, khổ, các pháp phải chịu bức bách do sinh diệt liên tục nên nó khổ. Có nghĩa là vật chất, tinh thần, tất cả thân tâm này luôn luôn khổ. Đời là bể khổ, đời là bể khổ. Quán chiếu như vậy thì đấy là mình đang quán các pháp là khổ. Tất cả mọi thứ là bệnh tật, là mất mát, là ung nhọt, là gai nhọn, là ổ dịch, là tai họa. Có nghĩa là cái thân tâm này là bệnh tật, thân tâm này nó luôn luôn mất mát, nó như là ung nhọt, là gai nhọn, là ổ dịch, là tai họa. Ta có họa lớn vì có thân này. Các pháp là hiểm nguy, là kinh hoàng, là hiểm họa, là không bảo vệ, không nương tựa, không ẩn náu, không nó là kẻ sát nhân, nó là cội gốc của khổ đau, nó tệ hại, nó là phiền não. Quán chiếu đấy, tức là cái quán chiếu giống như là quán chiếu cái vật chất và tinh thần hay là thân tâm và vạn vật đấy, nó là nguy hiểm, kinh hoàng, hiểm họa, không thể bảo vệ, nó không thể nương tựa, nó không thể ẩn náu, nó là cái sát nhân, nó là cội gốc của khổ đau, tệ hại và phiền não. Tất cả mọi thứ là chết chóc, nó có sinh có già, có bệnh tật, có sầu khổ, có bi ai, có tuyệt vọng, có nhiễm ô. Tất cả các pháp nó là như vậy, quán chiếu tất cả các pháp khổ đau theo 20 năm cách như thế để diệt trừ tham ái với các pháp để chứng ngộ niết bàn thì được gọi là vô nguyện niết bàn. Tức là mình cái người đấy quán chiếu danh sắc, quán chiếu thân và tâm mình theo những cái cách chiếu như vậy, theo những cái cách khổ đau như vậy để nhàm chán, để nhàm chán, để ni tham. Mục đích của mình là quán như thế để đạt được cái sự ni tham. Khi nào đạt được sự ni tham thì chứng được niết bàn. 20 năm cách quán về khổ. Đời là biển khổ. Biển khổ là cái gì? Biển khổ là nhiễm ô, biển khổ là tuyệt vọng, là bi ai, là sầu, là bệnh, là già lua, là sinh ra, là chết chóc. Đấy là khổ đấy, đời là khổ như vậy. Cho nên là hãy ni tham, hãy nhàn chán với những cái tham dục ở trên đời. Hãy buông bỏ, buông để và đạt được cái sự buông xả. Quán như vậy thì sẽ chứng được niết bàn. Chứng được niết bàn theo cái cách quán chiếu này thì được gọi là vô nguyện niết bàn. Đấy là cái cửa niết bàn thứ hai. Cửa niết bàn
lớn nhất đó là cửa không, không niết bàn. Thế nào là cửa không niết bàn? Cửa không niết bàn có năm cách quán các pháp là vô ngã để chứng đắc niết bàn. Alatato không có ta, sunyato trống rỗng, parato sana, ritato rỗng không, tukchato hư vô, nghĩa là không có cái ta. Cái năm uẩn thân tâm này là không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Ta cái thân tâm này là trống rỗng, là nó là xa nạn, nó là rỗng không, nó là hư vô. Quán chiếu như vậy, quán chiếu các pháp là vô ngã theo năm cách như thế để chứng ngộ niết bàn thì được gọi là cửa không niết bàn. Thế là đi vào niết bàn theo cái cửa không, là quán các pháp là vô ngã. Thế nên gọi là các cửa để đi vào niết bàn. Hết cái cửa đi vào niết bàn rồi, bây giờ đến tu tập thiền niệm niết bàn để làm gì? Niết bàn, tu tập thiền niệm niết bàn này để khi thiền sinh tưởng niệm những đức tính đặc biệt của niết bàn thì ngay lúc ấy tâm thoát khỏi sự ám ảnh của tham, thoát khỏi sự ám ảnh của sân và thoát khỏi sự ám ảnh của si, chứng đắc được định cận hành, có đối tượng niết bàn tịch diệt. Khi mình tưởng niệm như vậy thì cái tâm mình nó niên, nó ni tham, nó chế ngự được tâm tham. Thì lúc nào những người mà cứ mong chứng đắc niết bàn thì cái tâm tham nó bớt đi. Ví dụ như luôn luôn tưởng niệm đến niết bàn thì cái tâm nó bớt cái tâm tham, bớt cái tâm sân, bớt tâm si đi, và cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, định tĩnh và nó an trú trong cái trạng thái, trong cái đối tượng đó là tịch diệt niết bàn. Cái đối tượng là các đức tính của niết bàn, tâm nó an trú ở những cái đức tính của niết bàn. Chứ nó có an trú ở niết bàn không? Tâm nó an trú ở niết bàn hay nó an trú ở cái đức tính của niết bàn? Nó an trú ở trong các đức tính của niết bàn. Còn khi nào mình mà đi vào cửa niết bàn được ấy, quán tứ niệm xứ mà giác ngộ được sự thật ấy, thì lúc đấy tâm nó mới an trú ở niết bàn. Tức là khi nào mình một cái người có thực hành thiền tuệ chứng đắc được các đạo quả thì tâm nó sẽ an trú ở niết bàn. Còn khi nào mà cái người thực hành thiền niệm niết bàn này thì tâm nó an trú ở các đức tính của niết bàn. Ví dụ ni tham là niết bàn, ni tham là niết bàn, thì mình hiểu được cái đức tính của niết bàn là ni tham và tâm mình nó an trú ở trong cái đấy, trong cái đức tính đấy thì gọi là ni tham là niết bàn, cái đức tính của niết bàn. Tu tập thiền niệm niết bàn thì có lợi ích gì? Thiền sinh tưởng niệm niết bàn sẽ sinh tâm tịnh tín về con đường giải thoát, khởi nên quyết chí chứng ngộ niết bàn. Ái nhạo niết bàn, ái nạc niết bàn, tức là mình ưa thích niết bàn, mong cầu niết bàn, mình có cái niềm tin đối với con đường giải thoát, đối với cái pháp niết bàn, mình sẽ có con đường để đi, có cái nơi để nương tựa, có cái mục tiêu để phấn đấu, có cái con đường để đi về. Chứ mình không có sợ buông cái này ra mình sẽ có cái khác. Buông sự đời ra bây giờ biết bám víu vào đâu? Có một cái để mình bám víu, đó là niết bàn. Bây giờ mình sống ở trên đời có nhiều cái để mà mình mong cầu, mình nương tựa vào những cái thứ vật chất ở thế gian. Nhưng bây giờ mình buông xỏ, mình buông xả hết cuộc đời để mình đi tìm con đường giải thoát. Thì con đường giải thoát đấy, rồi sau này mình sẽ đạt được cái gì? Đạt được niết bàn này, đạt được niết bàn tối thượng này. Nên là có người người ta không hiểu, người ta bảo đi tu được cái gì, khổ đau, đi tu tu là khổ như thế, khổ hạnh như thế thì được cái gì? Để được cái, để được niết bàn, được cái niết bàn tối thượng an lạc này, đấy là cái mà được, cái mục đích ấy, để mình hướng đến, để mình tầm cầu, để mình quyết chí đạt được, đó là niết bàn, được những lợi ích phát sinh khi niệm niết bàn. Như ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, các căn tịch tịnh, tâm bình an, có tàng quý. Vì khi niệm niết bàn này thì cái tâm nó trở nên nhàm chán, nó trở nên ni tham, nó cũng ni tham thì lúc đấy là nó ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, không có tham ái cái gì, không tham đắm cái gì, thì đâu có cái gì mà phải buồn phiền bực bội gì đâu, không có làm cho căng thẳng, không có cái gì nó làm cho khổ não, cho nên ăn ngon ngủ ngon.
các căn thì thanh tịnh, tịch tĩnh, tâm bình an, có tàn sợ tàn quý là biết hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi. Có cái mục tiêu để mà hướng đến đó là chứng đắc đạo quả niết bàn, được các đồng phạm hạnh cung kính, được mọi người yêu quý. Nếu chưa chứng ngộ niết bàn trong đời này thì cũng hướng đến một thiện thú và chứng ngộ niết bàn ở tương lai. Nếu như đời này chưa chứng ngộ được thì cũng sẽ chứng ngộ niết bàn ở tương lai, vì cái người có cái tâm là hướng đến niết bàn thì sớm muộn gì cũng sẽ đạt được niết bàn mà thôi. Chẳng qua là trên mình đang trên đường để đi đến niết bàn đó, mình khởi lên cái tâm mình tinh tấn hơn trên cái con đường đi đến niết bàn đó. Bởi vì mình có cái tưởng niệm đến niết bàn, mình hiểu được những đức tính của niết bàn thì cái tâm quyết định đạt đến niết bàn của mình nó mạnh mẽ hơn, nên mình sẽ nhanh chóng chứng đắc niết bàn hơn. Nên là cái đó là cái pháp thiền niệm niết bàn, nó sẽ hỗ trợ cho mình tinh tấn tu tập để chứng đắc niết bàn ở trong đời hiện tại này hoặc là ở trong đời tương lai, sớm muộn thì cũng sẽ đạt được. Hết cái bài, hết bài thiền niệm niết bàn. Có ai muốn hỏi cái gì về niết bàn không? Sát